vui được gặp lại quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh Ngẫm Sự Đời. Chúc quý vị có một ngày bình an và hạnh phúc. Quý vị thân mến, có một câu nói có thể bạn đã từng nghe qua nhiều lần. Đời là bể khổ, tình là dây oan. Từ lúc sinh ra, người ta đã phải đối diện với nỗi khốn khổ trăm bề. Vạn sự trên đời đều tương sinh tương khắc, có thăng ắt có trầm, có thấp ắt có cao, có đắng ắt có ngọt. Phải nếm qua cay đắng mới biết thế nào là ngọt bùi. Sống trên đời phải trải qua gian truân mới biết thế nào là mệt mỏi, thì sau này mới cảm nhận được sự an nhàn thư thái. Cuộc sống vốn nghiệt ngã, dựa vào núi thì núi lở, dựa vào người thì người đi. Chỉ có dựa vào chính bản thân mình mới là vĩnh cửu. Kỳ thực có rất nhiều thứ không biết như thế nào mới là tốt nhất. Chỉ cần bạn cho là đáng giá thì mới là tốt nhất. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim. Và chỉ có người nào nhận thức được về mình thì người đó mới thức tỉnh. Dưới đây là 9 loại đau khổ trong cuộc đời mà ai cũng không thể trốn tránh. Hãy cùng lắng nghe để vượt qua bạn nhé. Cái khổ thứ nhất, tử biệt. Nhiều người khi nhắc đến cái chết là vô cùng sợ hãi, luôn tìm cách trốn tránh và xem chúng là điều xui rủi. Ấy thế nhưng, nhà Phật lại khuyên con người rằng, thật ra chết không đáng sợ như con người vẫn tưởng tượng. Bởi vì cái chết là khởi đầu của một sinh mạng mới, luân hồi là để một sinh mệnh mới được ra đời. Nhưng chính sự lưu luyến không muốn rời xa cõi trần của con người ta lúc cận kề cái chết mới chính là nỗi đau khổ lớn nhất. Đối với Trang Tử, sống và chết là lẽ tự nhiên, bình thường và bình đẳng, nên ông chẳng xao xuyến gì trước cái chết, thản nhiên ra vào cuộc đời. Bậc chân nhân không ham sống, không sợ chết, vào không vui ra không buồn, thản nhiên mà đến, thản nhiên mà đi. Đối với ông, sống hay chết cũng như chuyện được hay mất, mà được là thời, mất là thuận, thuận thiên giả tồn, cứ theo ý trời thì không phải lo sợ gì. Điều đáng sợ không phải là cái chết mà là không có niềm tin, không còn hy vọng, đó mới là cái chết ngay khi còn sống. Cái chết của não trạng duy vật và vô thần gieo rắc bao tai ác, kéo theo bao tang thương và khốn cùng cho con người. Cái khổ thứ hai, bệnh tật. Người xưa nói trời không đo được gió và mây, người sớm tối có họa phúc, không thể dự liệu. Bệnh tật là nỗi khổ lớn của đời người, ai ai cũng sẽ phải trải qua. Ngày hôm nay khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng ngày mai có thể đau đớn, lìa đời chẳng hay. Về già, rất nhiều người khi nằm trên giường bệnh, bị bệnh dày vò không thôi, sẽ thấy hối hận tại sao trước kia sinh hoạt bừa bãi, không biết giữ gìn sức khỏe của mình. Khi sức khỏe còn, căng tràn sinh lực, không biết quý trọng, giờ giấc thiếu quy củ, ăn uống không biết kiềm chế, lại sa đọa vào đủ thói hư tật xấu. Đến lúc thân thể không chịu đựng nổi, bắt đầu sinh bệnh, rơi bao nhiêu nước mắt cũng đã muộn màng. Vậy nên nếu còn trẻ, hãy biết duy trì thói quen sống lành mạnh, từng phung phí tiền bạc và sức khỏe vào những thói quen vô bổ. Nếu đã già, hãy biết chú ý dưỡng tâm, rèn luyện sức khỏe để bản thân mỗi ngày đều vui vẻ và khỏe khoắn. Cái khổ thứ ba là chia ly. Trong cuộc đời sẽ luôn có những cuộc tụ họp và chia ly. Chỉ có những người có duyên mới gặp nhau, còn những người không có phận thì mãi mãi ra đi. Do đó, nếu thuộc về bạn hay nắm giữ, còn không phải thì đừng ép buộc. Đôi khi thế giới thật rộng lớn bao la, đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn, nhỏ bé đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười rạng rỡ. Cho nên khi gặp gỡ, hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn. Cái khổ thứ tư, sinh. Thế giới thực tại là khổ, chúng ta sống trên thế gian, bản thân là khổ. Sống chết là vòng luân hồi, không biết lúc nào mới kết thúc. Con người sinh ra đã phải chịu trầm luân trong bể khổ, tưởng như vô bờ. Cho nên khi sinh ra, lần đầu tiên cất tiếng chính là tiếng khóc. Cổ nhân dạy rằng, sống có lúc người có khúc, làm người phải biết kiên nhẫn chờ thời. Vốn dĩ cuộc sống luôn có một quy luật bất biến, chính là khổ sau và ngược lại. Sống trong khổ đau, phiền não mới được hạnh phúc, tiêu dao. Thực ra mọi thứ xét ra đều rất công bằng. Nếu chẳng thể nghênh đón gió sương, các bụi hồng trần, thì làm sao trân trọng được một bến đỗ bình yên. Cái khổ thứ năm, lão. Tuổi thanh xuân của mỗi người đều nhanh chóng trôi qua. Con người ví tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, con người lại ví thanh xuân như một chuyến tàu không có vé khứ hồi.
một khi chuyến tàu thanh xuân đã rời sân ga là sẽ không bao giờ trở lại. Bước qua tuổi thanh xuân, ta có những tháng ngày chênh vênh, ta đã có được rất nhiều thứ và cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ khác. Để rồi ai cũng phải đi qua quãng thời gian đẹp đẽ đó, ai rồi cũng phải già đi, tuy mỗi ngày ta không nhìn thấy mình đang lão hóa. Con người bình thường không cách nào có thể khống chế điều này. Mỗi khi nhìn lại, thấy thêm một sợi tóc bạc thì trong tâm sẽ phảng phất một nỗi buồn thương. Cái khổ thứ 6, cô đơn. Ai cũng sẽ có những lúc cô đơn. Tuy nhiên, học cách yêu và được yêu sẽ xua tan đi nỗi cô đơn trong cuộc sống. Ai cũng muốn được phụ thuộc, khi nhỏ lệ thuộc vào cha mẹ, đến lớn phụ thuộc vào người yêu, về già thì phụ thuộc vào con cái. Tuy nhiên, một cuộc sống tuyệt vời đòi hỏi bạn phải làm chủ thế giới của chính mình để có một trái tim mạnh mẽ. Cô đơn làm con người ta tỉnh táo nhất, có thể lặng lẽ suy nghĩ, hoàn thiện bản thân và lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của mình. Bên cạnh đó, chỉ có học cách ở một mình, bạn mới có thể đối tốt với bản thân. Để lòng mình bình lặng, bạn mới có thể tìm ra hướng đi trong cuộc sống, làm chủ chính mình, chứ không phải kẻ hèn nhát. Cái khổ thứ 7, oán hận. Yêu thương và oán hận chính là hai mặt của cuộc sống. Tuy nhiên, sống một đời yêu thương chẳng được bao nhiêu, còn oán hận thì chồng chất. Vậy mà chẳng mấy ai hiểu được rằng oán hận bao nhiêu thì bản thân sẽ tổn thương bấy nhiêu. Yêu thương quá cũng khiến người ta càng trở nên oán hận hơn. Yêu sâu nặng thì oán hận cũng càng mãnh liệt. Đam mê và dục vọng cũng chính là nguyên nhân của oán hận. Do đó, đừng quan tâm quá nhiều để bản thân quá mệt mỏi. Đừng chất đầy oán hận trong lòng để bản thân quá gánh nặng. Bên cạnh đó, hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Hãy thả mình đi, đừng suy nghĩ, đừng phỏng đoán. Hãy quên đi những điều không vui, đừng đắm chìm trong những kỷ niệm buồn. Cái khổ thứ 8, nuối tiếc. Con người nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối thì cả đời sẽ dằn vặt không yên. Đường đời thẳng tắp và có những ngã rẽ. Điều duy nhất không thể là quay đầu lại. Do đó, đã qua rồi thì thôi, đừng đặt nặng quá khứ. Đừng vì những chuyện cũ của ngày hôm nay mà ảnh hưởng đến tâm trạng của ngày hôm nay. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng sẽ tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu nghĩa là còn một ngày dai dứt. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tháng tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn là sương khói. Luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù nó chỉ là thứ hư vinh. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng, có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi thì không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. Dù phong cảnh quá khứ có đẹp đến đâu, bạn đã qua thì hãy sống tốt ở hiện tại. Người trong quá khứ dù có tốt đến đâu cũng không còn phận và vẫy tay chào tạm biệt. Và cái khổ cuối cùng, không buông bỏ. Đời người cũng tựa như một căn phòng, người bi quan nhìn vào thì thấy bên trong tối om, người trầm lặng thì thấy tĩnh mịch, người ưu sầu thì chỉ đứng bên ngoài chẳng bước vào. Họ đứng bên ngoài và muốn trải nghiệm cảm giác của gió tuyết mưa rơi. Bất kỳ ai cũng có những nỗi buồn đau ẩn chứa, những nỗi thống khổ không thể nói nên lời. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng, khi lạnh hãy mặc thêm áo khoác, khi đói hãy mua cho mình một chiếc bánh, khi đau đớn hãy tự cho mình thêm một chút kiên cường, khi thất bại hãy nhìn về phía trước, quãng đường còn xa, gian khó còn nhiều và bạn không thể ngừng lại chỉ vì một lần vấp ngã. Buông bỏ ở đây không phải về vật chất, bạc tiền, mà là cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Mấy ai đong đếm được đau khổ trên đời, mấy ai biết được mình bị bao nhiêu thương tổn. Nếu nước mắt không đọng lại trên gương mặt, thì không ai biết được nó lạnh giá đến chừng nào. Nếu cái đau đớn không nằm trên thân thể, thì chẳng thể biết nó khó chịu ra sao. Cuộc sống đòi hỏi phải biết buông bỏ, bạn càng vướng mắc nó càng đeo bám,
càng quan tâm càng dằn vặt, càng coi trọng càng tổn thương. Bạn càng sớm buông bỏ, bạn càng thư thái, bạn càng sớm thấy nhẹ nhõm và càng thanh thản. Rốt cuộc đến cuối cùng thì yêu thương hay ly biệt cũng là việc mà bạn sẽ thường xuyên phải đối diện trong cuộc đời này. Thân nhân chia lìa, bạn bè ly biệt đều là những chuyện khiến con người thống khổ, nhưng lại đều là điều hiển nhiên trong cuộc sống không sao tránh được. Thế thì chi bằng, bạn hãy biến khoảng thời gian ở bên nhau trở nên ý nghĩa hơn, để sau này không còn phải nuối tiếc. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên mỗi người đều phải trải qua trong đời. Vậy nên chỉ có thể dùng tâm thái thản nhiên mà tiếp nhận. Khi có thể lạc quan, xả bỏ sự sợ hãi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Cuộc sống của mỗi người đều khó có thể hoàn mỹ, nhưng cũng không phải hoàn toàn là bi thảm. Có thể điều chỉnh tốt tâm thái của mình, vui vẻ sống, biết rõ điều gì nên giữ, điều gì nên buông, chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Bạn có đang gặp nỗi khổ nào trong những nỗi khổ vừa nêu hay không? Hãy chia sẻ cùng với Ngẫm Sự Đời. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!